Hello anh em, đã tiếp tục trở lại với cái channel mua bán xe tải của mình và giới thiệu cái dòng xe tải các loại của bên mình của các hãng khác nhau với các tải trọng khác nhau và các xe tải thùng xe chuyên dùng khác nhau. Thì ngày hôm nay mình muốn so sánh cho anh em quý khách hàng cùng các bạn hai siêu phẩm đến từ xứ sở mặt trời mọc, đó là chiếc xe của nhớ đến từ Nhật Bản Hino. Thì hai xe này nhìn thoáng bề ngoài thì nó giống y như nhau về cái phần đầu cabin đó, nhìn thoáng thoáng là thấy giống nhau đó, về ngoại hình rất là đẹp trai và hầm hố và to khỏe như thế này. Nhưng khi các bạn đi tìm hiểu sâu thì các bạn sẽ phát hiện ra rất là nhiều điểm khác biệt như hai cái dòng xe này. Thì hai cái dòng xe này mình muốn mang đến cho các bạn là một chiếc đó là Hino FG 8 tấn thùng dài 88 trong series 500 của dòng xe tải Hino, và Hino FL thùng dài 9,6 tải trọng 15 tấn cũng thuộc trong series 500 của Hino. Đó. Thì hôm nay các bạn thấy cái mặt cabin nó giống y chang nhau với cái đầu mặt quỷ như thế này, cái đầu cabin mặt quỷ nó theo như bác tài hay gọi như vậy, rất là đẹp, rất là hầm hố và rất là siêu siêu khỏe và rất là bền với cái dòng xe của tải Hino. Đó. Điều khác biệt đó chính là các bạn nghe cái tên gọi là thấy khác rồi, một thằng FG một thằng L là thấy khác cái tên gọi rồi. Thứ hai là về giá cả thì nó cũng sẽ khác nhau, một con tỷ tư, một con tỷ tám, đó là giá xe thùng chưa có chi phí lăn bánh nha. Đó là thấy khác nhau về phần tên gọi, giá cả và phần chiều dài của cái thùng cũng khác nhau, 8,8 và 9,6, và một thằng thì ba chân, một cầu thật, một cầu lết, một cầu giả. Cầu lết người ta gọi là cầu giả đó các bạn, và một thằng là hai chân, một cầu hạc đó. Đó các bạn thấy không, cái thằng FL với 15 tấn thì nó là ba chân nha, tổng tải trọng là 24 tấn, thằng FG là hai chân 8 tấn và tổng tải trọng của nó là 15 tấn nha các bạn đó. Thì hai cái dòng xe này với cái sự nổi bật của nó là về về cái phần mà gọi là cái đầu cabin rất là đẹp, ở khung sắc khá là cứng, máy khá là khỏe đó. Khung sắc của cái hàng FL 15 tấn này nó rất là chắc, rất là khỏe và nó to hơn cái khung sắc của cái thằng FG 8 tấn nha các bạn. Đó là những cái điểm mà khác nhau, rất là khác nhau về nhiều thứ, chứ không phải là nhìn bề ngoài thấy nó cái đầu cabin nó giống là mình tưởng nó giống nha các bạn. Nó khác nhau rất là nhiều thứ đó, một cầu lết, một cầu giả và một cầu hạc ba chân này, và thì nó cũng có phần giống nhau về bánh xe nha. Bánh xe một hai điều sử dụng là mâm 20 inch và bánh là bánh 11 inch nha, phanh những phanh khí nén luôn, có chế độ lốc kê. Hàng bên kia nó cầu nó cũng sử dụng phanh khí nén luôn, có chế độ lốc kê nha, đó, phanh lốc kê đó. Cầu cũng rất là to, rất là khủng nha. Đó, cái hàng FL 15 tấn và hàng FG 8 tấn. Phần khí nén này và động cơ của nó cũng giống nhau, cái phần khối động cơ đều có quy dung tích là 7,684 lít. Đó. Là 7,6 lít cho các bạn. Với cái thằng động cơ thì nó giống nhau về cái dung tích. Đó. Nhìn hai em chân rất là dài luôn. Sắc khá là dài luôn, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó, một một em là 15 tấn, một em là 8 tấn. Hai hai một cái sự gọi là xe với dòng xe tải mà tải lớn như thế này thì Hino là cái hỏi gọi là thương hiệu dẫn đầu, rất là khỏe, rất là bền và rất là chắc. Đây là cái em FG. Đó. Các bạn thấy khung sắc nó nhìn rất là mượt và rất là nuột. Đó. Đây mình sẽ đo cho các bạn thấy chính xác về cái kích cỡ của sắc nha. Đó, đây là một ngang ngang rưỡi của mình nè, với cái thằng FL 15 tấn nè. Còn thằng FG 8 tấn này các bạn thấy không? Đó. Nó cái khung sắc độ động của cái sắc á để nó nhỏ hơn so với thằng 15 tấn. Tại vì tải nó thấp hơn mà, nó cổng tải thấp hơn thì khung sắc nó sẽ thiết kế nhỏ hơn. Đó, tại vì giá tiền của nó rẻ hơn mà. Đó, một thằng tỷ tư, một thằng tỷ tám mà. Làm sao mà phải có cái sự khác biệt chứ, sao mà giống nhau được đúng không bạn, tiền nào của đó mà. Đó, hè tiền nào thì hàng đó thôi. Các bạn thấy cái cầu không, cái hàng của nó là đó, rất là to nè.
nó tới hai cầu luôn mà, hai bánh bô ba hai chân ba chân rồi mà, còn thằng FG nó chỉ có hai chân thôi, tám đắng hai chân thôi. Cái cầu của thằng FG có vẻ nhỏ hơn cái cầu của thằng FL đó, các bạn. Đó, đây là bánh của nó là 11 nè, R20 nè, mâm 20 nè. Đó, mình bánh một bên mâm 20 thì bánh thì giống nhau thôi. Đó, hai hàng đều giống như nhau về cái bánh xe nha. Đó. Rất là to. Hàng rất là khủng. Rất là nuột, khung sắc rất là mượt, đó, trắng trẻo luôn. Và cái đầu cabin màu sơn rất là trắng trẻo nha, bắt mắt. Bình dung tích nhiên liệu của hai thằng thì bằng như nhau, 200 lít dầu. Đó. Một điều khá đặc biệt đó chính là hàng FG nó sử dụng cái năng hạ đầu cabin thì nó bằng tay thôi, thủ công thôi. Đó. Năng hạ bằng cách thủ công dùng tay quay nâng cái đầu cabin nó lên. Đó. Nó là hàng FG 8 tấn. Hàng 15 tấn Hino FL này thì nó được cải tiến, nó dùng cái bơm điện nha. Nó điều khiển tự động bằng hệ thống điện, bơm điện nâng hạ đầu cabin. Rất là tinh tế và rất là hiện đại so với cái hàng FG. Thì giống như hồi nãy mình vừa mới nói, tiền nào của đó thôi. Tiền nhiều thì tăng tiến hơn, hiện đại hơn so với tiền ít nha. Đó. Đây mình sẽ nâng hạ cái đầu cabin thử lên cho các bạn, chỉ cần dỡ cái cần này lên. Mình sẽ nâng nâng cái đầu nó lên, bơm điện nhấn liệt cái nút này nè. Mình chỉ cần nhấn liệt cái nút này là mình có thể nâng nó lên một cách dễ dàng, rất là thoải mái cho anh em mà các bạn quý khách hàng để sửa chữa máy móc và động cơ của nó nha. Đó, rất là tăng tiến luôn. Với cái dòng xe 15 tấn của Hino thì sử dụng khá là nhiều cái sự mà tăng tiến về hệ thống bơm điện như thế này, nâng hạ đầu cabin. Máy rất là to, máy rất là khỏe. Dung tích xi lanh là 7,684. Về cái công suất tối đa của cái hàng 15 tấn nó là 280 mã lực tại một tua 2.500. Và mô men xoắn của nó là 824 Nm tại vòng tua 1.500. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái khối động cơ của hàng 8 tấn của Hino FG này nha. Đó. Thì mình sẽ nâng nâng bằng cách thủ công thôi. Nó có trợ lực lò xo cho nên nâng hạ nó cũng rất là dễ dàng thôi. Tuy thủ công bằng tay nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhàng nha các bạn, không có gọi là khó khăn về cái việc nâng hạ được cái pin. Đó, khối động cơ cũng rất là khủng. Nhưng mà công suất thì đương nhiên nó phải nhỏ hơn cái hàng 15 tấn rồi. Nó chỉ đạt công suất của nó là 260 mã lực tại vòng tua của nó là 2.500, và mô men xoắn của nó chỉ đạt 794 newton trên mét tại vòng tua 1.500, rất là ít hơn so với cái hàng 15 tấn. Nó tiền nào của đó thôi nha các bạn. Đó. Tiền ít thì máy yếu, tiền tiền nhiều thì máy mạnh, thế thôi. Đó. Còn đầu cabin thì cao rộng ngang thì thiết kế y chang nhau với cái thằng đầu cabin, cho nên nhìn thoáng thoáng là hiểu nhầm hai thằng giống nhau nhưng mà chất rất khác nhau. Đó. Đó là cái phần mà khối động cơ, khung sắc cầu, bánh xe, đó, bờ phanh. Mình đã đi rất là nhiều thứ so sánh cho các bạn có sự giống nhau và khác nhau. Tiếp đến mình với các bạn sẽ tìm hiểu cho các bạn nội thất của nó. Nội thất liền loáng thoáng vẻ bề ngoài và nhìn phía trong nội thất thì rất là giống nhau nha. Có một điều mà mình thấy khác đó chính là về cái phần cần số nè. Một hàng 15 tấn các bạn, đây là hàng 15 tấn, 9 số tiến, một số lùi, có chế độ rùa thỏ nha. Đó, cái tay cầm của nó này, rất là to nè. Đúng là các bạn thấy không? 15 tấn 1 tỷ 8. Cho nên nhìn hàng của nó rất là to. Đó, nhìn cái cần vô số của nó khủng chưa các bạn? To luôn, có chế độ rùa thỏ, 9 số tiến, một số lùi, đồng tốc. Có một cái giường nằm phía sau, ba chỗ ngồi, ghế bọc da cũng rất là sang trọng. Kính chính điện, khóa cửa trung tâm, mồi thuốc lá rất là đầy đủ. Rất là hiện đại, máy lạnh hẳn theo xe. Tất cả tặc rất là hiện đại và rất là đẹp. Rằng cái là thiết kế của cái dòng xe Hino 15 tấn này. Đó, nói chung là trang bị rất là hiện đại, rất là thoải mái, ghế hơi nhún nhảy thoải mái luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, đối với cái dòng xe 15 tấn. Tiếp đến mình sẽ qua cái hàng 8 tấn Hino FG cùng dài 8,8 này xem nó có cái gì đặc biệt về cái phần nội thất của nó nha. Đó, thì cũng sử dụng tiêu chuẩn cái Euro 4, phun dầu điện tử cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Về hai hai cái dòng xe này nội thất y chang nhau luôn các bạn. Ba chỗ ngồi,
ghế bọc da, có một cái giường nằm phía sau, máy lạnh, vô lăng trợ lực, kính chiếu điện, khóa cửa trung tâm, rất là đầy đủ. Chỉ có khác cái cần số rất là nhỏ nè, 6 số tiến một số lùi thôi, cũng đồng tốc luôn. Đó, tiền ít thì hàng nhỏ thôi. Đó, hàng có nó nhỏ hơn con bên kia nha. Con bên kia các bạn thấy nguyên một cái cần số bự cho bá luôn. Còn cần số hàng này thì nó nhỏ hơn. Tiền ít thì nó sẽ nhỏ hơn thôi. Đó là điều hiển nhiên. Đó, mình đã chiếu cho các bạn cái phần nội thất. Đầu cabin thì giống nhau nè. Đó, nội thất thì có khác nhau về phần cần số nè. Đó, khung sắc xi thì nhà hàng F8 tấn nó nhỏ hơn hàng 15 tấn nè. Chiều dài thì nó cũng ngắn hơn nè. Chiều rộng thì nó cũng sẽ ngắn hơn. Thì một thằng với kích thước và chiều chiều rộng của cái khung á là 2m3 50 là hàng 15 tấn, còn hàng 8 tấn là chỉ là 2m3 thôi. Còn chiều cao cũng vậy. Thì chiều cao thì có vẻ giống nhau, 2m4 50 về hai thằng. Về cái thước thùng đó, đó về cái cầu thì hàng 15 tấn nó cũng sẽ lớn hơn và nó sẽ có hai cái cầu, một cầu hạt cho một cầu giả ba chân, mà hàng FG thì nó chỉ có hai chân và một cầu thôi đó, phanh khí nén luôn. Đó là những điểm mà mình so sánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp anh em trong những cái video so sánh và giới thiệu của dòng xe tải tiếp theo của bên mình. Xin chào.